Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Quay trở lại là tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tin cho biết số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ đã vượt trên 14.000 người. Trong ngày thứ Năm, số lượng các ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ đã vượt trên 14.000 người khi các chính quyền địa phương có thêm các bộ thử nghiệm. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết hàng chục ngàn cuộc xét nghiệm đang được thực hiện mỗi ngày. Tiến sĩ Deborah Birx, thành viên của nhóm đối phó dịch bệnh của Tòa Bạch Ốc, nói rằng việc số ca bệnh mới tăng nhanh là do khả năng xét nghiệm của các cơ sở địa phương tăng lên. Hơn 2.700 ca bệnh mới đã được báo cáo tại Hoa Kỳ trong vòng 24 giờ, từ sáng ngày thứ Tư cho đến sáng ngày thứ Năm. Tính đến trưa ngày thứ Năm, ít nhất có 11.639 người trên khắp Hoa Kỳ đã dương tính với virus và có ít nhất là 170 người đã thiệt mạng. Trong lúc các ca bệnh mới tăng lên, gánh nặng lên hệ thống y tế Hoa Kỳ cũng tăng tương tự. Nhiều cộng đồng đã bắt đầu bị thiếu thiết bị y tế. Tại vùng Tây Nam Georgia, các bệnh viện chỉ còn khẩu trang đủ để dùng trong 3 ngày. Tương tự thì thành phố New York cũng chỉ còn 2 hoặc 3 tuần nữa là sẽ hết một số thiết bị y tế. Chính phủ của Tổng thống Trump có thể huy động vệ binh quốc gia giúp dân chống coronavirus. Hàng chục ngàn lính vệ binh quốc gia Hoa Kỳ có thể được điều động để giúp các tiểu bang đối phó với dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng. Tướng Joseph Lingill, chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ cho biết tổng cộng có 2.000 lính đã được điều động và từ đây đến cuối tuần có thể tăng gấp đôi. Vệ binh quốc gia, một phần của lực lượng trừ bị trong quân đội Hoa Kỳ, đã được gọi đi phục vụ tại 50 tiểu bang của Hoa Kỳ để hỗ trợ dọn dẹp khử trùng các nơi công cộng và phân phối thực phẩm tới nhà dân trong mùa dịch corona. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài, tướng Langell nói, khó nói cái yêu cầu cụ thể thế nào nhưng tôi dự kiến hàng chục ngàn lính sẽ phục vụ bên trong các tiểu bang khi tình hình dịch bệnh tăng. 51 quân nhân Hoa Kỳ được chuẩn đoán mắc COVID-19 nhưng tính tới nay, ngày 19 tháng 3, không ai trong số này phải nằm viện và 2 người hiện đã hồi phục. Tổng thống Donald Trump thúc giục thử nghiệm các loại thuốc có thể trị COVID-19. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Năm, Tổng thống Trump đã nhắc đến thuốc kháng virus Remdesivir đang thử nghiệm của hãng Gilead và thuốc chống sốt rét Hydroxychloroquine, nói rằng ông đã yêu cầu cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ FDA đẩy nhanh thủ tục xét duyệt cho 2 loại thuốc này. Giám đốc FDA là Stephen Hahn đã cho biết, cơ quan của ông đang cố gắng làm việc nhanh hết sức có thể để đánh giá mọi phương pháp chữa trị tiềm năng. Ông Hahn cho biết là trong giai đoạn trước mắt, FDA đang tập trung vào các loại thuốc đã được phê chuẩn trước đây cho các loại bệnh khác. Một cuộc thử nghiệm trên 1.500 người thực hiện bởi Đại học Minnesota đã bắt đầu trong tuần này để tìm hiểu xem liệu thuốc chống sốt rét có thể ngăn chặn hoặc là giảm độ trầm trọng của COVID-19 hay không. Hai cuộc thử nghiệm khác cũng đang tìm hiểu khả năng của thuốc hạ huyết áp Losartan trong việc chữa trị các biến chứng của coronavirus. Tiến sĩ Jacob Toller là trưởng khoa y dược của Đại học Minnesota cho biết cuộc thử nghiệm sẽ có kết quả trong vòng vài tuần. Mức thất nghiệp tuần qua tăng 70.000 do COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế. Bản báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra vào thứ Năm 19 tháng 3 nói rằng con số nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, một chỉ dấu của tình trạng hạn xưởng, giảm nhân viên, đã tăng 70.000 trong tuần lễ trước đó lên tới là 281.000. Đây là con số hàng tuần cao nhất từ ngày 2 tháng 9, 2017, ngay tiếp theo trận bão Harvey. Cả số gia tăng trong báo cáo hàng tuần và tổng số các đơn nộp xin trợ cấp thất nghiệp đều cao hơn các con số đã thấy trong thời gian qua, khi mức thất nghiệp trên toàn quốc giảm xuống còn là 3.5%. Các kinh tế gia tiên đoán rằng sẽ có tình trạng cho nhân viên nghỉ việc ào ạt do ảnh hưởng của các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh, gồm cả việc đóng cửa nhà hàng, quán bar, khuyến cáo không ra đường. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump và Quốc hội hiện đang hối hả tìm biện pháp đối phó, gồm cả việc đưa ra các trợ giúp cho cả các gia đình Hoa Kỳ và các ngành kỹ nghệ có trị giá lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Lãnh đạo Thượng viện đề nghị cho người dân 1.200 đô la thay vì 1.000 đô la. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc đảng Cộng hòa tiểu bang Kentucky là trưởng khối đa số Thượng viện đã vừa đưa ra đề nghị cho mỗi người dân Mỹ là 1.200 đô la thay vì 1.000 đô la như trước đây, trong kế hoạch cứu trợ khẩn cấp trị giá 1.000 tỷ đô la để nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị dịch COVID-19 ảnh hưởng. Theo CNN, kế hoạch này bao gồm khoản tiền cho trực tiếp người dân, khoản vay 200 tỷ đô la cho những kỹ nghệ bị ảnh hưởng dịch bệnh như là hàng không, và khoản vay 300 tỷ đô la khác cho thương nghiệp nhỏ.
Kế hoạch này được soạn thảo giữa các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc, không có sự tham gia của phía đảng Dân Chủ. Vẫn theo CNN, kế hoạch này chú trọng đến mức độ nguy ngập tác động đến từng cá nhân và thương mại giữa lúc bệnh dịch bùng phát có thể khiến cho nền kinh tế đi vào tình trạng suy thoái. Tâm điểm của kế hoạch là chương trình trợ cấp tiền trực tiếp đến các gia đình Mỹ. Qua đó, tùy theo thu nhập, mỗi cá nhân có thể nhận một số tiền lên đến $1,200 và một cặp vợ chồng sẽ nhận được $2,400. Tiểu bang Maryland báo cáo có bệnh nhi đầu tiên dương tính với virus corona. New York Times dẫn báo cáo ngày 19 tháng 3 của CDC về 2.500 ca bệnh đầu tiên ở Hoa Kỳ, cho biết thêm rằng gần phân nửa số bệnh nhân được đưa vào điều trị chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 tại Hoa Kỳ là dưới 65 tuổi. Điều này càng củng cố thêm lời kêu gọi từ lực lượng đặc nhiệm chống corona của Tòa Bạch Ốc khi thấy ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ ở Pháp và Ý trở thành nạn nhân của COVID-19. Giới chuyên môn khuyến cáo mọi người mọi lứa tuổi nên cẩn thận trước dịch bệnh corona, cho dù là người trẻ hay người khỏe mạnh, bằng cách tự bảo vệ mình và ngừng tiếp xúc xã hội. Vẫn theo báo cáo của CDC, nhóm trẻ tuổi nhất dưới 19 chiếm tới 1% các ca nhập viện, và trong nhóm bệnh nhân này không có ai phải vào khu điều trị chăm sóc đặc biệt hay tử vong. Điều này cũng tương tự như dự kiện tại các nước. Theo tờ Baltimore Sun ngày 18 tháng 3 loan tin, bệnh nhi đầu tiên dương tính với virus corona là một cô bé 5 tuổi ở quận Howard, tiểu bang Maryland. Nối tiếp, xin kính mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa với những kết quả như sau. Thưa quý vị, số Dow Jones kỹ nghệ ngày hôm nay đã bị mất đi tới 913.21 điểm, ngừng lại mức là 19.173.98 điểm. Kế đến là chỉ số Nasdaq của ngày hôm nay cũng đã bị mất đi 271.06 điểm và ngừng lại mức là 6.879.52 điểm. Chỉ số S&P 500 của ngày hôm nay đã bị mất đi 104.47 điểm, ngừng lại mức là 2.304.92 điểm. Và phân lời công cổ phiếu 10 năm là 0.94% đã giảm 0.18 điểm. Và giá dầu thô hôm nay là 23 đồng 75 sen, đã tăng 4.95% cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.490 đồng cho một ounce, đã tăng 0.36 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 45.850.000 đồng một lượng, bán ra là 46.450.000 đồng một lượng. Tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.540 đồng tiền Việt Nam. Và vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.